Trong xã hội hiện đại đầy biến động và cạnh tranh ngày nay, chủ động tìm kiếm cơ hội và biết cách tạo ra việc mà làm là những yếu tố quyết định sự thành công, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Gen Z. Thế hệ này đang đối diện với một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà các cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách rõ ràng. Để đạt được thành công, Gen Z cần phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm và tạo ra cơ hội cho chính mình. Việc hiểu và áp dụng tư duy cầu tiến đúng cách sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chúng và ý nghĩa của sự chủ động tạo ra việc làm. Tư duy cầu tiến và tầm quan trọng của sự chủ động tư duy cầu tiến, Growth Mindset, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Nó khuyến khích con người không ngừng học hỏi, đối mặt với thách thức và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trong bối cảnh này, việc chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình trở thành một yếu tố quan trọng giúp cá nhân không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ trong môi trường đầy cạnh tranh. Chủ động không chỉ là việc nắm bắt những cơ hội có sẵn mà còn là khả năng tự tạo ra cơ hội. Đối với Gen Z, những người đang bước vào thị trường lao động hoặc mới bắt đầu sự nghiệp, việc này không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu bắt buộc. Khi bạn chủ động tìm kiếm cơ hội, bạn không chỉ đang mở rộng phạm vi của mình mà còn tự định hình con đường sự nghiệp và cuộc sống theo cách mà bạn mong muốn. Tạo ra việc làm khi cơ hội không tự đến, có một thực tế là cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách rõ ràng và đôi khi bạn phải tự tạo ra nó. Việc này đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì và tinh thần không ngại khó. Trong nhiều trường hợp, những công việc mới, những lĩnh vực kinh doanh mới được hình thành từ việc nhìn thấy khoảng trống trong thị trường và quyết định lấp đầy nó. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Brian Chesky và Joseph Pia, những người sáng lập EB. Khi họ nhận ra nhu cầu về chỗ ở giá rẻ cho những người tham gia hội nghị nhưng không thể tìm được khách sạn, họ đã không chờ đợi cơ hội đến mà tự tạo ra một nền tảng kết nối những người có phòng trống với khách du lịch. Ban đầu, ý tưởng này không được đón nhận một cách nồng nhiệt, nhưng với sự kiên trì và tư duy cầu tiến, họ đã biến EB thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Điều này cho thấy rằng khi bạn tạo ra việc làm, bạn không chỉ tạo ra cơ hội cho chính mình mà còn có thể mang lại giá trị cho xã hội. Chủ động tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống và sự nghiệp. Chủ động tìm kiếm cơ hội không chỉ quan trọng trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Việc này giúp bạn không bị động trước những biến động của cuộc sống và luôn giữ vững được sự chủ động trong mọi tình huống. Khi bạn chủ động, bạn sẽ có khả năng quản lý cuộc sống của mình tốt hơn, đưa ra những quyết định sáng suốt và không để lỡ những cơ hội quý giá. Trong sự nghiệp, việc chủ động có thể biểu hiện qua nhiều cách khác nhau, từ việc không ngừng học hỏi những kỹ năng mới, tìm kiếm các dự án hoặc cơ hội mới trong công ty, đến việc khởi nghiệp. Một ví dụ khác là câu chuyện của Sarah Blakely, người sáng lập thương hiệu đồ Lotte Pan. Khi nhận thấy không có sản phẩm nào trên thị trường đáp ứng được nhu cầu của mình, cô đã không ngần ngại phát minh ra một sản phẩm mới và bắt đầu sản xuất nó. Với sự chủ động và tư duy cầu tiến, Sarah Blakely đã biến ý tưởng của mình thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la, trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Minh chứng thực tiễn cách Gen Z tạo ra cơ hội cho chính mình. Gen Z, với sự sáng tạo và khả năng tiếp cận thông tin dễ dàng, đang trở thành những nhà tiên phong trong việc tự tạo ra cơ hội. Một minh chứng thực tiễn là làn sóng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và truyền thông xã hội. Nhiều bạn trẻ đã nhận ra tiềm năng của công nghệ số và không ngần ngại thử sức với những ý tưởng mới, từ việc xây dựng các ứng dụng di động, mở cửa hàng trực tuyến, đến việc trở thành những nhà sáng tạo nội dung trên YouTube hoặc TikTok. Đơn cử như Ryan Kazi, một cậu bé Gen Z đã bắt đầu kênh YouTube Ryan's World khi 14 tuổi. Từ việc mở hộp và đánh giá đồ chơi, Ryan và gia đình đã phát triển kênh thành một đế chế truyền thông với hàng triệu người theo dõi, đồng thời tạo ra dòng sản phẩm đồ chơi, quần áo và các sản phẩm khác dưới tên thương hiệu của mình. Đây là một ví dụ điển hình về cách Gen Z không chỉ chờ đợi cơ hội mà còn tự tạo ra nó, tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ và truyền thông xã hội để xây dựng sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Cách tạo ra việc làm khi cơ hội chưa rõ ràng. Đôi khi, cơ hội không rõ ràng và bạn cần phải chủ động tìm kiếm hoặc thậm chí tạo ra nó. Việc này đòi hỏi sự nhạy bén trong việc nhận biết nhu cầu của thị trường và khả năng sáng tạo để phát triển ý tưởng mới. Một trong những cách hiệu quả để tạo ra việc làm là bắt đầu từ những vấn đề bạn quan tâm hoặc những lĩnh vực mà bạn có kiến thức chuyên môn. Một minh chứng cho việc tạo ra cơ hội là câu chuyện của Michael Rubin, người sáng lập Dollar Shave Club. Nhận thấy việc mua dao cạo râu thường xuyên là một sự bất tiện và tốn kém cho người tiêu dùng, Rubin đã quyết định thành lập một dịch vụ dao cạo râu định kỳ với giá cả phải chăng. Ý tưởng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và thành công rực rỡ, biến Dollar Shave Club trở thành một công ty tỷ đô chỉ sau vài năm. Điều này cho thấy rằng, với tư duy cầu tiến và sự nhạy bén trong việc phát hiện nhu cầu thị trường, bạn có thể tạo ra việc làm ngay cả khi cơ hội chưa rõ ràng. Tư duy cầu tiến, động lực để chủ động và sáng tạo. Tư duy cầu tiến là động lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn không ngừng tìm kiếm cơ hội và tạo ra việc làm. Khi bạn có tư duy này, bạn sẽ không chờ đợi cơ hội đến mà chủ động tìm kiếm và tạo ra nó. Điều này không chỉ giúp bạn phát triển sự nghiệp mà còn mang lại sự thỏa mãn cá nhân khi bạn thấy mình làm chủ được cuộc sống và định hình được tương lai. Việc phát triển tư duy cầu tiến bắt đầu từ việc chấp nhận rằng thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Thay vì sợ hãi trước những thách thức và rủi ro, bạn hãy coi chúng như những cơ hội để phát triển và học hỏi. Khi bạn chủ động tìm kiếm cơ hội và tạo ra việc làm, bạn sẽ gặp phải những khó khăn,
nhưng điều này sẽ giúp bạn trở nên kiên cường hơn, linh hoạt hơn và cuối cùng là thành công hơn. Làm thế nào để Gen Z chủ động tìm kiếm và tạo ra cơ hội? Để Gen Z có thể chủ động tìm kiếm và tạo ra cơ hội cho mình, họ cần phải phát triển một loạt kỹ năng và tư duy. Trước hết, họ cần phải có sự nhạy bén trong việc nhận biết các xu hướng và nhu cầu của thị trường. Điều này đòi hỏi họ phải luôn cập nhật kiến thức và theo dõi các thay đổi trong ngành mà họ quan tâm. Thứ hai, Gen Z cần phải rèn luyện sự sáng tạo và khả năng tư duy đột phá. Việc này không chỉ dừng lại ở việc nghĩ ra những ý tưởng mới mà còn là khả năng biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tham gia các khóa học, hội thảo hoặc đơn giản là tự mình thử nghiệm những ý tưởng nhỏ để xem chúng có khả thi hay không. Cuối cùng, Gen Z cần phải phát triển tinh thần khởi nghiệp, không ngại rủi ro và sẵn sàng đối mặt với thất bại. Tinh thần này sẽ giúp họ vượt qua những trở ngại và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Khi họ biết cách tìm kiếm và tạo ra cơ hội, họ không chỉ phát triển sự nghiệp mà còn có thể đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Minh chứng thực tiễn về tư duy cầu tiến và sự chủ động trong công việc. Tư duy cầu tiến và sự chủ động không chỉ quan trọng trong quá trình khởi nghiệp mà còn trong công việc hàng ngày. Những người có tư duy này thường không chờ đợi sự chỉ đạo mà tự mình tìm cách cải thiện quy trình làm việc, đưa ra những sáng kiến mới và không ngừng học hỏi để nâng cao hiệu suất. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla. Thay vì chờ đợi cơ hội để phát triển ngành công nghiệp không gian, Musk đã tự tạo ra cơ hội bằng cách thành lập SpaceX với mục tiêu làm cho việc khám phá không gian trở nên phổ biến hơn. Musk không chỉ chủ động tìm kiếm cơ hội mà còn không ngừng thúc đẩy bản thân và đội ngũ của mình để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng. Điều này cho thấy rằng tư duy cầu tiến và sự chủ động có thể dẫn dắt đến những thành công vượt trội trong bất kỳ lĩnh vực nào. Khuyến khích Gen Z phát triển tư duy cầu tiến và chủ động trong cuộc sống. Để Gen Z có thể phát triển tư duy cầu tiến và trở nên chủ động hơn trong cuộc sống, cần có sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Các chương trình giáo dục cần khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và tinh thần khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cần tạo ra một môi trường mà ở đó, thất bại không bị xem là điều tiêu cực mà là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Một cách khác để khuyến khích sự chủ động là thúc đẩy các hoạt động ngoại khóa, nơi mà các bạn trẻ có thể tham gia vào các dự án thực tế, học cách làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Những trải nghiệm này không chỉ giúp họ phát triển kỹ năng mà còn rèn luyện tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Cuối cùng, gia đình và xã hội cần động viên Gen Z thử sức với những ý tưởng mới, không ngại thử thách và luôn khuyến khích họ tìm kiếm cơ hội trong mọi hoàn cảnh. Khi Gen Z biết cách chủ động tìm kiếm và tạo ra cơ hội, họ sẽ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội. Chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, hãy biết cách tạo ra việc mà làm trong một thế giới đầy cạnh tranh và biến động. Sự chủ động và khả năng tạo ra cơ hội là những yếu tố then chốt để đạt được thành công. Đối với Gen Z, thế hệ trẻ đầy tiềm năng và sáng tạo, việc phát triển tư duy cầu tiến và tinh thần chủ động là vô cùng quan trọng. Khi bạn không chờ đợi cơ hội đến mà tự mình tìm kiếm và tạo ra nó, bạn không chỉ làm chủ được cuộc sống của mình mà còn định hình được con đường sự nghiệp theo cách mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách rõ ràng. Đôi khi, bạn phải tự tạo ra nó bằng sự sáng tạo, kiên trì và tinh thần không ngại khó. Tư duy cầu tiến sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại, học hỏi từ thất bại và tiếp tục tiến lên. Khi bạn biết cách tạo ra việc mà làm, bạn đang mở rộng phạm vi của mình, phát triển bản thân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Gen Z, với sự năng động và sáng tạo của mình, có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách chủ động tìm kiếm cơ hội và không ngừng sáng tạo. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, học cách làm chủ tình huống và không ngừng học hỏi. Khi bạn biết cách chủ động và tạo ra việc làm, bạn sẽ không chỉ thành công mà còn trở thành người dẫn đầu trong thế giới đầy thách thức này.